Xe đạp đua là một loại xe đạp thể thao mạnh mẽ và linh hoạt, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng là sự lựa chọn tuyệt vời cho các tay đua chuyên nghiệp, những người đam mê xe đạp hoặc những người chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác lái của một chiếc xe đạp tốc độ cao. Tuy nhiên, xe đạp đua có nhiều loại khác nhau, từ giá cả cho đến cấu hình, khiến cho việc lựa chọn một chiếc xe phù hợp trở nên khó khăn hơn đối với người mới bắt đầu. Và nếu như anh chị là người mới tiếp cận đến dòng xe này và đang băn khoăn, chưa biết nên lựa chọn chiếc xe nào cho phù hợp, thì trong video ngày hôm nay, em xin được phép giới thiệu đến các anh chị một sự lựa chọn tuyệt vời đến từ Sava, một thương hiệu xe đạp thể thao danh tiếng đến từ Đức, đã quá nổi tiếng với những chiếc xe đạp đua cao cấp. Đó chính là chiếc xe đạp đua Sava X9.8 R7000. Sava X9.8 không chỉ là một chiếc xe đạp mà còn là một tác phẩm nghệ thuật trên đường đua. Với thiết kế bắt mắt, toát lên sự mạnh mẽ thanh thoát của một chiếc xe đua đường trường chuyên nghiệp, trang bị bằng vật liệu carbon Touré T800 cao cấp, mang lại trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Màu sơn tinh tế bắt mắt vô cùng đẹp. Khung xe được thiết kế khí động học, giúp giảm lực cản không khí và tăng tốc độ tối đa. Tay lái đầu cá mập thể thao thời thượng, chinh phục được cả những người có gu thẩm mỹ khó tính nhất. Và đã nhắc đến những chiếc xe đạp đua của Sava thì chắc chắn phải nhắc đến chứng chỉ UCI của Liên đoàn xe đạp quốc tế về bộ truyền động. Sava X9.8 được trang bị hệ thống truyền động danh tiếng Shimano 105R7000 đến từ Nhật Bản, với tay đề lắc Shimano 105R7000 22 tốc độ cùng với gạt đĩa, gạt lip Shimano 105R7000, đùi đĩa Pro Wheel One, trục rỗng, giúp bạn có thể di chuyển an toàn và tối ưu lực đạp nhất. Hệ thống phanh đĩa củ dầu Everworld và lực phanh mạnh mẽ ổn định, giúp người lái dễ dàng kiểm soát tốc độ xe, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Cọng yên carbon có thể dễ dàng tùy chỉnh theo chiều cao của từng người dùng. Yên xe cũng được làm từ chất liệu da cao cấp, mang lại cảm giác thoải mái, êm ái ngay cả khi đạp xe trên một quãng thời gian dài. Vành xe hai lớp cao cấp, cao 30mm, kết hợp cùng cặp lốp Continental Ultra Sport, kích thước 700x25C cao cấp, có độ bám đường tốt, chống ăn mòn, giúp xe vận hành an toàn trên mọi địa hình. Với 4 màu siêu bắt là xanh đổi màu, đen, đỏ và bạc titan, tha hồ cho các anh chị lựa chọn theo sở thích. Mức giá thì siêu ưu đãi, đi kèm với chế độ bảo hành uy tín trên toàn quốc, với bộ khung sườn được bảo hành lên tới 5 năm và 1 năm đối với bộ truyền động, giúp anh chị có thể yên tâm sử dụng xe và được hỗ trợ kịp thời khi xe gặp sự cố. Và sau khi được tận tay trải nghiệm siêu phẩm xe đạp đua này, thì bây giờ em có thể tự tin khẳng định với mọi người rằng Sava X9.8 R7000 là một chiếc xe đạp đua đáng mơ ước đối với bất cứ một người chơi xe đạp nào. Với thiết kế đẹp mắt, cấu hình mạnh mẽ và hiệu năng vượt trội, X9.8 chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những người chơi xe khó tính nhất. Mỗi cú đạp trên Sava X9.8 đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm giác khung xe ôm trọn cơ thể, bộ chuyển động làm việc nhịp nhàng và bánh xe lướt nhẹ trên mặt đường, tạo lên một tổng thể hài hòa đến khó tin. Nếu anh chị là một người đam mê tốc độ và muốn chinh phục những cung đường đầy thử thách, thì Sava X9.8 chính là một người bạn đồng hành lý tưởng. Mua sắm xe đạp chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm tại hệ thống đại lý trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo và trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.